Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Trong video hôm nay mình làm món bánh chả lá chanh. Không biết sau Trung thu mọi người có còn thừa nguyên liệu không? Vì món bánh chả lá chanh này có các nguyên liệu khá là giống bánh Trung thu nhân thập cẩm, chỉ là vỏ bánh sẽ hơi khác một chút. Bánh có hương thơm đặc trưng của lá chanh với phần nhân béo béo từ mỡ đường và lạp xưởng. Nó được tạo hình đơn giản hơn bánh Trung thu nên làm cũng nhanh hơn, mà mình nghĩ sẽ khó có thể nào thất bại về món bánh này được. Các bước mình làm như sau nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân bánh trước. Nhân bánh thì sẽ giống bánh Trung thu nhân thập cẩm. Hôm nay thì mình sẽ trộn các nguyên liệu giống như mình đã làm trong video bánh Trung thu nướng nhân thập cẩm nhé. Tất cả các nguyên liệu mình sẽ thái nhỏ sơ từ trước. Mình có cho vào máy xay, xay sơ qua lại một chút để nhân được nhỏ hơn. Mình cho theo thứ tự gồm có 33g hạt điều hoặc hạnh nhân không vỏ, 33g đậu phộng rang chín, 33g hạt bí, 100g lạp xưởng, 80g mỡ đường, 33g mứt bí, 33g mứt hạt sen. Ta không xay quá kỹ để khi ăn sẽ vẫn cảm nhận được các thành phần của nhân. Sau đó mình sẽ cho ra bát. Thêm vào 33g vừng trắng và 5g lá chanh mình cắt sợi thật nhỏ. Mình thêm vào 15g siro ngô hoặc là nước đường bánh dẻo, vừa để tạo độ ngọt vừa thêm kết dính cho nhân. Nếu ai không thích ngọt nhiều thì mình cũng có thể bỏ qua. 10g rượu mai quế lộ để tăng hương vị cho nhân bánh và cũng sẽ giúp cho nhân ẩm hơn để trộn cùng với bột bánh dẻo. Cuối cùng mình cho từ từ 30g bột bánh dẻo vào nhào đều. Đến khi mà các bạn thấy nhân dẻo và kết dính tốt với nhau là được nhé. Nếu thấy nhân rời rạc thì mình có thể khắc phục bằng cách thêm một chút nước vào bột bánh dẻo, nhưng mà mình không nên dùng quá nhiều, vì bột bánh dẻo nhiều sẽ làm nhân của mình bị nhiều vị bột, không được ngon. Nhân bánh sau khi trộn mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo với phần vỏ bánh thì nguyên liệu mình cần như sau. Mình có trong bát 200g bột mì đa dụng là bột có protein khoảng 10-11%. Thêm vào 1,5 thìa cà phê bột nở baking powder, hoặc ta cũng có thể thay bằng 1/2 thìa cà phê muối nở baking soda. Mình trộn đều. Để có một bên. Trong bát lớn mình có 110g nước đường bánh nướng. Mình thêm vào 50g dầu ăn, 15g trứng là trứng nguyên quả mình đánh tan rồi cân lấy 15g. Mình sẽ khuấy đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Nước đường bánh nướng ta cũng có thể thay bằng mật ong hoặc là golden syrup. Nó là một loại siro có màu hổ phách cũng gần giống nước đường bánh nướng. Dùng hai nguyên liệu này thì mình thấy vỏ bánh có phần nó sẽ cứng giòn hơn. Sau đó mình rây vào hỗn hợp bột mì. Trộn đều để bột vừa quyện thành một khối. Mình nhồi thêm cả 5g lá chanh thái sợi nữa. Hỗn hợp này ta cũng sẽ không cần nhồi nhiều, sẽ dễ làm bánh bị chai cứng, chỉ khi nào mình vừa thu được hỗn hợp đồng nhất là được nhé. Sau đó mình sẽ đậy kín và để bột nghỉ trong khoảng 15-20 phút, khi tạo hình nó sẽ bớt dính hơn. Trước khi nướng bánh mình sẽ cần làm nóng lò trước ở 180 độ C, hai lửa trên dưới, không có quạt. Để tạo hình bánh thì mình có chuẩn bị trước một miếng giấy nến kích cỡ 14x30cm. Miếng giấy này sẽ giúp cho mình tạo hình dễ dàng hơn, bột không bị dính mà bánh sẽ có kích cỡ đều nhau.
mình sẽ lấy một nửa số bột, cán theo miếng giấy nén này, khối lượng bột sẽ vào khoảng 190g. Sau đó thì mình sẽ thêm nhân vào giữa. Nhân bánh thì mình sẽ dùng khoảng 200g. Bánh sẽ có lượng nhân mình thấy là tương đối vừa vì mình cũng thích ăn nhân. Tuy vậy thì nhân bánh thường nó sẽ tươm dầu ra vỏ bánh, làm vỏ bánh mềm dần theo thời gian. Vì vậy nếu muốn bánh giòn lâu thì mọi người có thể giảm nhân đi một chút nhé. Mình thấy nhiều chỗ bán bánh chả họ cũng làm khá là ít nhân. Sau đó thì mình sẽ gấp 2 mét bột lại. Thêm bột mì để chống dính. Vê thành cuộn dài. Sau đó mình sẽ cắt thành từng miếng bánh vừa ăn rồi xếp ra khay. Công thức sẽ cho các bạn được 2 cuộn như vậy, mình sẽ cắt được khoảng 26 cái bánh. Bánh mình sẽ nướng trong lò đã làm nóng ở 180 độ C trong 10 phút, sau đó mình sẽ lấy bánh ra. Quét mặt bánh với hỗn hợp, một lòng đỏ trứng, đánh tan với một thìa cà phê sữa tươi. Sau đó cho bánh trở lại vào lò nướng và nướng thêm 5-10 phút hoặc đến khi bánh nâu vàng đều. Bánh để nguội là mình có thể thưởng thức được rồi nhé. Vỏ bánh sẽ kiểu giòn xốp chứ không phải giòn cứng, hòa quyện cùng nhân mặn của lạp xưởng, mỡ đường, thêm mùi lá chanh rất là ngon. Mình thấy món bánh này vừa dễ làm mà ăn cũng ngon. Bánh có thể để trong hộp kín khí ở nhiệt độ phòng trong khoảng 5-7 ngày hoặc lên đến 1 tháng nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Sau khoảng một thời gian thì nhân bánh sẽ tươm dầu ra vỏ thì mình thấy vỏ bánh sẽ mềm đi. Cuối video thì mọi người hãy cho mình một like và bình luận để ủng hộ mình. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất cho các video tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới.